Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet và sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm về sai phạm trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Trước đó, bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét hủy bỏ kê biên hàng loạt dự án, tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp tại nhiều đơn vị để khắc phục hậu quả. Tại các phiên xét xử trước đó, hội đồng xét xử đã làm rõ một số tài sản bị kê biên, phong tỏa trong vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Cụ thể, 18% cổ phần vốn góp tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank One Day Bến Thành, 73,04% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1, 82% phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Việt FVKD Việt Nam, 77,89% cổ phần công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược Nam, 84,82% phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, kê biên 13,23% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thủy. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Lan khai thông qua công ty cổ phần dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Cetra, bị cáo nắm giữ 18% cổ phần vốn góp tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank One Day Bến Thành. Liên doanh này là chủ đầu tư của tòa tháp Vietcombank Tower Sài Gòn, một trong những tòa cao nhất và có vị trí đắc địa tại khu trung tâm quận 1. Cho rằng việc kê biên hiện nay không có ý nghĩa gì, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xin hội đồng xét xử giải tỏa kê biên cao ốc để cho người nhà đứng ra xử lý, bán đấu giá lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án. Nói về phương án bồi thường thiệt hại cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị tòa giải tỏa kê biên dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng Khánh Hội do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư để khắc phục hậu quả vụ án. Dự án này có mặt tiền trải dài dọc theo đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 và tiếp giáp với sông Sài Gòn. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai nắm giữ cổ phần 84,82% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông và giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng Bến Nghé đứng tên, hoàn toàn không liên quan tới Vạn Thịnh Phát. Hiện dự án đã bồi thường xong 30 hectare, nếu triển khai thành công sẽ mang lại nguồn lợi lớn không dưới 50.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn muốn dùng siêu dự án Amigo nằm trong khu đất Tứ Giác Vàng, mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, quận 1, đối diện tòa nhà Times Square để khắc phục thiệt hại. Theo bị cáo Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đầu tư dự án này từ năm 2007 và dự án tòa nhà phức hợp Amigo có quy mô gấp 3 lần tòa nhà Times Square. Tại tòa, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn kiến nghị hội đồng xét xử buộc các cá nhân còn nợ tiền nhanh chóng trả nợ cho mình để có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả của vụ án. Trong số đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai có liên quan đến dự án Tứ Giác Bến Thành nằm đối diện chợ Bến Thành với Tập đoàn Bitexco. Phía Tập đoàn Bitexco cũng xác nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu Tứ Giác Bến Thành. Tuy nhiên, phía Bitexco có ý kiến không thu hồi số tiền này vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên, đồng thời cho rằng Bitexco nhận số tiền nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không và hiện số tiền này đã hòa nhập dòng tiền hoạt động của tập đoàn. Quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan còn khai rằng quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà đã đưa nhiều dự án, tài sản để đảm bảo, trong đó có dự án 6A Bình Chánh cùng 65 tài sản khác. Theo bị cáo Lan, dự án 6A và 65 tài sản trên không thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay nào tại Ngân hàng SCB, nên bà đề nghị hội đồng xét xử buộc Ngân hàng SCB trả lại để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Trong phần xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan khai dự án này rất có giá trị, từng được hỏi mua với giá 30.000 đến 40.000 tỷ đồng nhưng không bán, chờ hoàn thiện đầy đủ pháp lý. Tỏ ra thành khẩn và mong muốn nhanh chóng khắc phục hậu quả cho các bị hại, bà Lan nói chấp nhận hy sinh bán rẻ dự án này với giá 10.000 đến 20.000 tỷ đồng. Dự án 6A có tổng diện tích 26,4 hectare, nằm gần khu dân cư Trung Sơn, khu dân cư Him Lam trên trục đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Hiện dự án vẫn đang là khu đất trống, cây dại mọc tùm, vẫn còn rải rác một số căn nhà tạm bợ và ao hồ. Bị cáo Trương Mỹ Lan và một số đồng phạm trong vụ án bị cáo buộc phát hành 308 triệu trái phiếu khống để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư. Nhà đầu tư thứ cấp thu về tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Quá trình điều tra, tổng số tiền đã thu giữ trong vụ án là hơn 408 tỷ đồng, phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền 92 tỷ đồng và hơn 5.799 đô la Mỹ. Ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan và các pháp nhân liên quan
với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 đô la Mỹ. Đồng thời kê biên ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo khác với tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty, kê biên hàng loạt tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lan và các bị cáo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mức án chung thân ở vụ án giai đoạn 2. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 với phần tuyên án. Cụ thể, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với mức án chung thân. Tòa xác định bà Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, phạm tội với thủ đoạn tinh vi nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt lớn nên tuyên phạt án chung thân. Trong phần luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị án chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phần tranh luận, sau khi nghe phần bào chữa của luật sư và các bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo trong vụ án được sắp xếp làm việc tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, đảm nhiệm công việc nhất định và phối hợp, làm việc với nhau trong thời gian dài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan hoặc cấp trên. Hành vi của họ đã tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện chuỗi hành vi phạm tội và việc xác định họ là đồng phạm là có căn cứ. Mặc dù Trương Mỹ Lan phủ nhận ý định chiếm đoạt tài sản và khẳng định chỉ dùng tiền cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Viện Kiểm sát đã đưa ra bằng chứng cho thấy tiền rút từ SCB được sử dụng sai mục đích, chuyển về nhà riêng bị cáo hoặc trả nợ. Bị cáo Lan có quyền lực tuyệt đối, chi phối mọi hoạt động tài chính và chỉ đạo phát hành trái phiếu trái phép. Trong vụ án này, bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ các bị cáo khác làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo công việc cụ thể được giao. Xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Trong phần luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị án tù chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 đến 27 năm tù. Riêng chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ bị đề nghị 24 đến 30 năm tù về tội rửa tiền và cháu gái Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, sáng ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sáng ngày 17 tháng 10, an ninh được thắt chặt trong ngày hội đồng xét xử tuyên án bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm. Khoảng hơn 6 giờ sáng, đoàn xe cảnh sát đã dẫn giải các bị cáo đang bị tạm giam xuất hiện trong khuôn viên tòa án. Tại phiên tòa sáng ngày 17 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo sẽ nghe phán quyết của hội đồng xét xử về sai phạm của các bị cáo. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.
Trong suốt quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan không kêu oan và thể hiện nguyện vọng cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho 35.824 trái chủ. Để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường của vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, tịch thu hơn 1.749 tỷ đồng mà các bị cáo khác trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu tài sản, đồ vật đối với các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội, hoàn trả tài sản cho những người không liên quan đến hành vi phạm tội. Tịch thu tiếp tục kê biên phong tỏa bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan. Gỡ bỏ các biện pháp kê biên phong tỏa cổ phần, tài khoản bất động sản đối với các bị cáo không phải chịu nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phân hóa vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, đặc biệt xem xét giảm nhẹ đối với những người đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, được đánh giá đã hợp tác tích cực trong quá trình điều tra và khắc phục hoàn toàn thiệt hại hơn 33 tỷ đồng do hành vi rửa tiền của mình gây ra. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù về tội rửa tiền. Có mặt tại phiên tòa ngày 17 tháng 10, bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Đông. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa trước đó, bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor đã nhận thức mình sai và mong muốn xin lỗi, vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại. Các bị cáo Phan Chí Luân, Trần Thị Thúy Ái và Trương Thị Kim Lài cũng chủ động nộp số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Dù số tiền này không lớn so với mức thiệt hại nhưng thể hiện tinh thần sửa chữa của các bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề xuất giảm thêm 1 năm tù cho các bị cáo này so với mức án đã đề nghị trước đó. Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17 tháng 10 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo. Trong quá trình xét hỏi tại tòa, nhiều bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, khóc xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử độ lượng khoan hồng. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, các bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB và những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đều khai thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Tương tự, ở tội danh rửa tiền thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan cũng thành khẩn nhận tội. Đặc biệt, bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế của bà Trương Mỹ Lan thì khai. Theo yêu cầu của bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Trương Mỹ Lan, đã nhiều lần tới gặp Trần Thị Thúy Ái, cựu thủ quỹ ngân hàng SCB để nhận 108 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Dũng vận chuyển về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại 127 Pasteur hoặc trụ sở công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Từ đó, số tiền này được bà Trương Mỹ Lan dùng vào các mục đích khác nhau. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo khai theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan nên đã lập các hợp đồng khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống SCB. Theo cáo buộc, tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ. Tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Các đồng phạm đã thừa nhận hành vi, khai nhận thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Nhưng bà Trương Mỹ Lan lại phủ nhận hoàn toàn cáo trạng và lời khai của thuộc cấp. Đối với việc phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan khai. Năm 2018, bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc SCB đã mất, hay nói về vấn đề SCB lâm vào bế tắc vì thường xuyên bị thanh tra kiểm tra. Sau đó, bà Nguyễn Phương Hồng ngỏ ý mượn các công ty tốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.
Bà Trương Mỹ Lan trình bày, bị cáo nghĩ nếu không cho mượn công ty thì có thể SCB sẽ sụp đổ hết. Do đó bị cáo mới cho mượn chứ không chủ trương phát hành trái phiếu. Bị cáo có biết gì đâu mà chủ trương. Bà Trương Mỹ Lan cũng khẳng định mình không rửa tiền, cho rằng số tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền ở nước ngoài chuyển về Việt Nam. Mặc dù không nhận tội, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại tự nguyện đem các tài sản của mình ra để khắc phục hậu quả cho trái chủ. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đề nghị đem bán siêu dự án Amigo với khu đất tứ giác Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án 6A Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn mong muốn hội đồng xét xử hủy bỏ kê biên cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn FVKD Việt Nam. Công ty hợp thành một để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, bà Trương Mỹ Lan không kìm được nước mắt, đôi khi phải ôm ngực để ngăn cảm xúc và hứa sẽ không làm cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan thất vọng, ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Một mực khẳng định mình không lừa đảo. Bà Trương Mỹ Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. Cũng trong lời nói sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bày tỏ cả cuộc đời mình có ước mơ là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Bà Trương Mỹ Lan bày tỏ nhưng đến nay ước mơ này chưa kịp thực hiện, có lẽ do định mệnh. Cũng tỏ ra ân hận và tiếc nuối vì phân nửa cuộc đời còn lại phải sống trong bốn bức tường nhà giam. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB nghẹn giọng. Người ta thường nói thời gian là vàng bạc, nhưng với bị cáo còn hơn cả vàng bạc. Bởi với mức án sắp tới và án phạt 18 năm tù của giai đoạn 1, bị cáo sẽ phải bỏ qua quãng thời gian đẹp nhất của con cái và bên người thân. Bị cáo sẽ bỏ qua nửa cuộc đời trước đó và sống thật tốt nửa cuộc đời còn lại để biết mình là ai. Có nhiều việc bị cáo làm khiến chị Trương Mỹ Lan buồn lòng. Nhân dịp này, bị cáo muốn gửi lời tới chị, mong phần đời còn lại của chị thật bình yên hạnh phúc. Đau lòng trước cái giá phải trả của cô mình, bị cáo Trương Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét khoan dung, giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân nói lời sau cùng trong nước mắt. Khi nhìn thấy cô của bị cáo đứng tại đây với nỗi đau xé lòng, bị cáo trở nên trống rỗng và vô cùng đau khổ. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan không xin giảm án cho bản thân, mà xin cho vợ và Trương Huệ Vân. Ông Chu Lập Cơ nói, họ có phẩm chất cao quý, thể hiện tình yêu với người dân Việt Nam thông qua những đóng góp trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19. Tôi mong hội đồng xét xử đưa ra mức án nhẹ nhất để họ được sớm trở về phục vụ đất nước. Các bị cáo còn lại cũng tỏ ra ân hận khi nói lời sau cùng, mong hội đồng xét xử xem xét cho họ khi lượng hình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!